giữ lời hả các em? Bây giờ muốn bác hơn không? Muốn bác ha. Và như chúng ta đã biết, đến dự buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, chúng ta được đón tiếp chị Nguyễn Thị Lệ Nam Em là Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 và cũng là một cựu học sinh của nhà trường. Tình hơn. Xin dành cho chị Nam Em một tràng pháo tay ạ. Các bạn học sinh bình tĩnh kiềm chế nha. Kỷ niệm thật đẹp tại trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Huân, cũng là nơi mà Nam Em đã từng học ở đây, và mong rằng các bạn sẽ chăm ngoan học giỏi và đừng có quậy giống Nam Em.